Con vô làm việc ở tập đoàn của ông đi. Tập đoàn Hưng Thịnh. Bước chân vào tập đoàn Hưng Thịnh mở ra cho Nhã Phương một cơ hội mới cùng hàng loạt thử thách. Mình nhất định là sẽ làm được. Tại sao cô ở đây? Tại sao hả? Biến liền. Nè, im. Xin giới thiệu với cô, đây là giám đốc điều hành tập đoàn Hưng Thịnh. Giám đốc hả? Chuẩn bị đi, ngày tháng cô làm việc ở đây còn dài lắm. Quay số. Tôi không có tiền, cậu cho tôi khất lần sau nha. Và món nợ lớn của gia đình như giọt nước tràn ly, khiến cô rơi vào bế tắc. Trong 3 ngày má em không trả đủ số tiền cho tôi, em chuẩn bị làm cô dâu đi. Tụi bay đi. Cậu ơi. Dạ. Cậu ơi, tôi xin cậu mà đừng có ép con gái tôi. Cậu ơi, nợ này vô tôi làm để tôi trả. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Bên Bờ Hạnh Phúc, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.